Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio hôm nay xin chia sẻ đến các bác một cái dòng loa trợ lời cũng khá là hot và cũng khá là cao cấp. Vâng, là một đôi loa trợ lời Electric Voice. Vâng, thì em cũng đang bày trước mặt quý vị và các bạn đây ạ. Vâng, về hình dáng đầu tiên, nó là hình dáng khá là bắt mắt, nó là hình bầu dục, hình bầu dục, và cũng có thể chúng ta để nằm. Cái dòng này chúng ta có thể để nằm được và cũng có thể treo được, vì linh kiện đi kèm, đây là sản phẩm mới, linh kiện đi kèm có những cái chân đế để chúng ta bắt treo. Vâng, thì đầu tiên đó là cái chi tiết về cái phía mặt trước ạ. Vâng, thương hiệu EV Electric Voice, và được bảo vệ bởi một cái e căng thép khá là chắc chắn. Vâng, cấu tạo phía bên trong thì nó lại gồm hai cái loa bát 10 cm và một cái loa chép. Vâng, hai cái loa bát thì được bố trí sang hai bên, sang hai bên, và cái chép ở giữa. Vâng, thì đó là cái cấu tạo phía bên đằng sau cái mặt e căng. Còn đây là hai cái lỗ thông hơi, nó chuyển được ra phía trước ạ, hai lỗ thông hơi. Vâng, với đôi loa này chúng ta có thể để trong phòng ngủ, hoặc chúng ta có thể làm cái loa trợ lời cho những cái bộ dàn karaoke thiếu giải chung. Vâng, một thương hiệu khá là nổi tiếng trên thế giới. Vâng, và đặc biệt cái dòng này được sản xuất tại Malaysia. Vâng, về cái màu được làm màu đen cũng khá là sang trọng. Vâng, thì em quay cận cảnh đây ạ. Vâng, là hình bầu dục, hình bầu dục. Ở phía trên này là để cho chúng ta bắt cái cáp để chúng ta treo. Đó, thì chúng ta vặn ra vặn cái nắp này ra thì sẽ có cái treo. Thì đó là cái kết cấu chúng ta có thể để lằm hoặc là để treo được ạ. Vâng, thì phía bên trong đây là gồm hai bát 10 cm và một chung, một chép ở giữa và hai lỗ thông hơi phía đằng trước. Vâng, thì bên em cũng sẽ test cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Vâng, nhìn khá là lạ lẫm. Vâng, em quay ra đằng sau. Cái dòng này thì bên em cũng đưa vào phòng kỹ thuật test, và chuyên viên kỹ thuật của bên Zikado cũng làm việc trong lĩnh vực âm nhạc này cũng khá là lâu năm và đánh giá rất là tốt. Hai cái loa bass 10 cm là đánh cộng hưởng rất là tuyệt vời. Vâng, thì đây là phía sau đi ạ, phía sau. Vâng, Electric Voice EV, mã là PK 4.2. cái dòng này là công suất cũng khá là cao, là 40 đến 200W. Vâng, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 89 decibel. Vâng, đánh cho giải tần đến từ 60 đến 77 kHz cũng khá là cao đấy ạ. Vâng, hàng sản xuất tại Malaysia. Vâng, đằng trước và đằng sau để chúng ta dễ hình dung. Hình dáng thì bầu dục. Vâng, sau đây em sẽ kết nối tín hiệu và chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Vâng, nó là trợ lời khá là đặc biệt và khá là mới cho chúng ta cái sự trải nghiệm mới ạ. Vâng, em mở một bài nhạc có lời để chúng ta cùng trải nghiệm cái giải chung nhé. Cái dòng này chất âm cực sáng, tiếng chung rất là bay. Tình mình như giấc mơ, bao phút giây thơ mộng nơi chốn này. Tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi như trời xanh. Và nụ cười
ta giải chung em sẽ tách từ tín hiệu ra coi nhá. Em đứng sau một cuộc tình, anh trao lời yêu những phút giây nào nhẹ nhàng. Quên đi thật mau cô gái anh từng yêu, cô đơn con đường. Vâng, em đã tách từ tín hiệu ra rồi ạ. Vâng, cái loa trả lời đã không hoạt động và chúng ta so sánh được sự khác biệt ạ. Vâng, khác nhau hoàn toàn với nhau. Bây giờ em lại kết nối lại dây tín hiệu để chúng ta đánh giá cái sự nổi trội của cái dòng loa trợ lời Electro Voice VK 1.2. Như giấc mơ bao phút giây thơ mộng nơi chốn này, tình nhẹ nhàng như áng mây, anh và em sẽ mãi như trời xanh, và nụ cười anh với ai bên giấc mơ gia đình vàng. Vâng, sáng tiếng hơn rất là nhiều. Rồi thật buồn em mãi hay, anh cùng ai tay trong tay tình muốn ký. Thà rằng ngày xưa không hề quen, không đắn đo một nụ cười. Em đâu vì yêu đôi mắt cay một cuộc tình, thơ ngây hồn nhiên với ái ân ngày xưa. Mới biết em là người thứ ba. Vâng, thì đó là sự trải nghiệm của đôi loa trợ lời Electro Voice PK 4.2. Và cái đây là cái vỏ hộp đấy ạ. Vâng, cái này là chúng ta để treo đấy ạ. Đây, cái này là chúng ta để treo. Đó, thì chúng ta sẽ vặn cái nắp này ra và chúng ta bắt ốp hai bên. Đó, thì đó là cái hình thức treo của cái loa trợ lời Electro Voice PK 4.2. Tháng này bà mới bảo hành 1 năm các bác nhá, lỡ một được một trong tháng đầu. Vâng, bạn nào muốn sở hữu cho mình đôi loa trợ lời cũng khá là bắt mắt, rất là đẹp, thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube, bên em sẽ cập nhật tin tức lên và tư vấn cho các bác trực tiếp ạ. Vâng, thì sau đây em xin phép được dừng video, tuần đó thời gian chúng ta cũng có thể đánh giá và so sánh được ạ. Vâng, cuối cùng em xin phép chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.